Hồi nãy thì mà để hình như là trái tim ngục tù, nhưng mà cuối cùng cho các anh chị em nghe trái tim lầm lỡ. Hi Tiffany, là tại vì hôm nay mà muốn làm đặc biệt làm cái livestream này là muốn nói về, không nói về Quỳnh Quốc Huy, ok, nhưng mà sẽ nói về Emily Page Lee. Tại vì á mà thấy rằng là đúng ra là cái chuyện nó bên lề cái chuyện là đó là bên lề, nhưng mà Mã muốn chia sẻ là tại vì trong cái thời gian qua ở trên Facebook của mình cá nhân, ở trên Facebook của mình thấy là trên cộng đồng mạng nó cứ đấu đá nhau hết, người này nói người này, người kia nói chuyện kia rất là nhiều. Nhưng mà Mã không có bao giờ mà muốn xía vô mấy cái chuyện mà cá nhân đấu đá nào như này nọ. Nhưng mà gần đây á, các anh chị em rất là nhiều mà thấy là nhắn tin về cái chuyện của Emily với lại Quỳnh Quốc Huy ngày mai song cam. Thì cái chuyện mà Quỳnh Quốc Huy là cái chuyện xưa cũ rồi, mình không có nói tới nha. Nhưng mà mình nói về Emily Page. Có nhiều phụ nữ nhắn tin cho Mã, hoặc là Mã thấy mà đọc ở trên bài của Emily chia sẻ cái vấn đề mà Emily bị gạt tình gạt tiền đó. Rồi nhiều người nói rằng ô tại vì nhỏ đó mê trai, tại nhỏ đó ham thấy Quỳnh Quốc Huy đẹp trai quá cho nên là yêu đương không được, rồi bây giờ đem ra đánh phá. Nói chung là negative, nói chung là nói Emily không còn một một mảnh giấy nào hết á. Thì Mã cảm thấy rằng là phụ nữ Mã cần phải lên tiếng. Lên tiếng ở đây không phải là bảo vệ Emily, mà lên tiếng ở đây là bảo vệ cái chính nghĩa, bảo vệ cái sự đúng và sự sai. Hỏi mà quên chào cô Mã, không có chuyện gì hết. Đúng là cái chuyện tình cảm nó không có liên quan tới đấu tranh cho dân chủ. Nếu như một người yêu một người, yêu không được chia tay đi yêu một người khác, là cái chuyện đó là chuyện bên lề, không ai xí vô hết. Nhưng mà một người đứng ra đại diện nói là bảo vệ đấu tranh cho dân chủ, rồi cùng một lúc mà lường gạt hai ba người có bằng chứng rõ ràng, thì chúng ta là những người phụ nữ với nhau, chúng ta phải có trách nhiệm là lên tiếng. Tại sao những người khác, những cái Facebook, những account mà Mã làm liên tục luôn mà nói có chừng bị gạt tình, có chừng bị gạt tiền, là mình nói lên những cái người đó, mặc dù đó là những cái tài khoản giả mà mình vẫn nói. Thì tại sao hôm nay những cái tài khoản thiệt, có người thiệt, lường gạt thiệt mà mình lại không nói? Các anh chị em đừng có tự cho rằng là tại diễn nhỏ đó nó mê trai. Xin lỗi á, có con nào dám đứng ra nói là tôi không mê trai không? Thử mà đưa ra hai thằng mà tới tuổi mà mấy người mà yêu đương đi, mà tới tuổi mà lấy vợ lấy chồng, đưa ra hai thằng, một thằng á thì vừa hô vừa lé vừa lùn vừa đen, một thằng thì cao to vạm vỡ. Có con nào dám đứng ra chọn cái thằng xấu không? Dám nói không? Dám nói chọn cái thằng xấu làm chồng hay là yêu đương hay không? Mê trai. Ok, Mã tự hào Mã là mê trai, đàn bà con gái không mê trai không đã đi mê gái, trời ơi, nói chuyện gì đâu không à. Đừng có ngồi đó mà nói rằng cái nhỏ đó mê trai. Bây giờ con thằng nào dám nói thằng kia mê gái hay không? Mà không mê gái thì không lẽ đi đi, đi mê cái thằng giống phái của mình hay sao? Cái chuyện mà mê trai mê gái bỏ đi, đừng có bao giờ mà trách cái cô này, ồ tại sao cái cô này mê trai, tại sao cái thằng kia nó mê gái? Tại vì nó phải mê, tại vì trời sinh nó ra bản thân nó vậy, nó phải mê. Chứ nó không mê sao nó yêu đương được, đúng không? Anh tao Quỳnh cười kìa. Đẹp trai như anh tao Quỳnh mà mới mê. Chứ còn xấu hả? Xấu 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 tôi nói trước, ngàn người nào xấu được tới cua tôi không thích trai xấu, tôi nói trước rồi đó. Cho nên á, đừng có đưa những cái chuyện đó ra mà trách Emily, nói gì là không có đúng. Đúng rồi đó, đưa mình bé ra coi thử đi 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 cua mình thử có được hay không. Giờ đưa nào cao to và vỡ. Đối riêng với lại với Emily, thí dụ ngay cái thời điểm đầu Emily cảm thấy rằng là Quỳnh Quốc Huy là cao to, ok, không phải đẹp trai lắm, nhưng mà có thể là nhìn được, vừa có mắt, lại có cùng ý chí, có cùng lý tưởng, có cùng những cái mà mình có thể là hòa đồng được, đấu tranh được, đúng không? Tại sao vậy? Nghĩ sao vậy? Emily mắc cái mới gì? Nó lớn lên ở bên Mỹ này, bạn bạn của nó một bầy luôn, thiếu gì con trai đi theo mà cua thích Emily, đúng không? Mắc cái mới gì Emily phải chạy về tới Việt Nam để mà để mà phải chạy về tới Việt Nam để mà thương Quỳnh Quốc Huy làm gì? Tại vì Emily tìm được sự đồng cảm giữa Quốc Huy, giữa Quỳnh Quốc Huy là đồng cảm được, là cái tinh thần đấu tranh cho dân chủ. Cho nên là Emily nó cảm thấy
thử hỏi đi, trên này trên Facebook nói bao nhiêu con mê Quỳnh Quốc Huy chứ đâu phải một mình Emily đâu, đúng không? Nhưng mà cái đây là cái gì, mấy người mê, mấy người bị gạt, mà mấy người có dám đứng ra nói giống như là Emily hay không? Vấn đề ở đây là nhiều con bị gạt lắm chứ không phải là một con ba con bị gạt đâu, nhưng mà vấn đề là có dám nói hay không. Không ai rảnh để mà đi soi Quỳnh Quốc Huy làm gì hết. Mã đã nói cái video này là mà nói về Emily, cho nên là Mã nói rằng Emily đâu có xấu gái, Emily đẹp gái, Emily có khả năng để yêu tất cả những người con trai nào mà tới gần với Emily. Nhưng mà Emily đã dám nói lên cái sự thật, tại vì không có một người gái. Cái chuyện này cái chuyện xấu hổ, cái chuyện mà bị lường gạt tiền và tình đó là cái chuyện rất là xấu hổ. Tại sao Emily nó can đảm nó đứng ra nó nói? Còn tụi mình những đứa khác bị gạt im hết trơn, không thằng nào dám nói hết trơn á, mà còn vô đây nói. Là phụ nữ chúng ta cần phải bảo vệ Emily, nói lên cái chính nghĩa. Thằng nào mắc mắc vậy trên, mình đã nói là mình không có quyền cấm bất cứ ai yêu đương, đúng không? Nhưng mà yêu một lúc một người thôi, cái người này không được thì chia tay với người này rồi hãy mới đi yêu một người khác. Chứ còn không thể nào mà một lúc nói trời ơi em ơi anh muốn cầm tay của em để cùng nhau dẫn em ra trước Chúa để mà cùng cưới nhau ở ngoài nhà thờ. Trong khi một tuần trước khi Emily về ăn ở với con khác, Emily về ở với đó. Rồi bây giờ Emily vừa đi thì lại có con khác thế vô cái chỗ đó. Thì thử hỏi là bản thân của mình là người đang yêu mà người yêu của mình đối xử như vậy. Đừng có nói là một tuần nha, một tháng hay hai tháng mình mới chia tay ngày hôm nay, mà tháng sau nó nghe nó quen, nó cặp với cái con khác, nó ăn ở với con khác, thử mình có lồng lộn lên không. Thử hỏi cái thằng nào mà nó xui mà nó quen Mã cái kiểu đó, mà ngày hôm nay nó nói nó yêu Mã, tháng sau nó dẫn con khác đi, coi thử Mã có lồng lộn hay không. Điên lên nó chứ không phải giỡn chơi đâu. Nhưng mà tại sao Emily nó chịu đựng, nó nhịn nhục cho tới ngày hôm nay? Tại sao? Đó, chúng ta là phụ nữ chúng ta cần phải vạch mặt, chị Nga nói đúng. Chúng ta là phụ nữ chúng ta cần phải vạch mặt những cái dối trá đó để những phụ nữ khác không bị lâm vào cái tình trạng giống như Emily. Còn những người con trai càng phải ủng hộ Emily để mà thấy rằng phải lên tiếng. Con trai là ở trên lập để bảo vệ phụ nữ chứ không phải để chà đạp nhân phẩm, để không phải để chà đạp cái tình cảm của người phụ nữ như vậy được. Nó rõ ràng là nó có mưu đồ để mà lừa gạt, lợi dụng cái đấu tranh. Mình không có nói về cái vấn đề đấu tranh, nhưng mà bị anh giết, em không có giết, em sợ bị vô cảnh sát bắt lắm, em không có giết đâu anh Tâm Quỳnh, nhưng mà em mướn giang hồ giết thôi. Ý tới cho nên là mình mới nói rằng á, Emily là một người phụ nữ can đảm. Tại sao các người, những người mà lên tiếng trách Emily, phần đông có một số người là trốn từ bên Việt Nam, trốn qua Thái, trốn qua Lào, trốn qua Singapore, trốn qua Mỹ để mà đi đấu tranh trốn. Còn Emily nó đang sống ở Mỹ mà nó bỏ Mỹ để nó đi về tới Việt Nam, nó vô trong cái hang hùm của Cộng sản, đúng không? Để mà nó đấu tranh. Nó đấu tranh cho vì cái gì? Đâu có vì bản thân của nó đâu. Nó cũng đâu phải vì đi để mà lật mặt Quỳnh Quốc Huy đâu. Chứ cái chuyện xong rồi có bằng chứng đàng hoàng. Rồi Emily mới nói, mà phải công nhận, ai nói gì nói Emily. Dạ chính xác là như vậy đó Lý Đại Nhân. Tại vì đã có bằng chứng, Emily đưa ra những cái đoạn, những cái hình ảnh, những cái tin nhắn rõ ràng là như vậy. Tại vì cái chuyện này là một cái nhục của phụ nữ. Tụi em không có cái gì mà hãnh diện, không có cái con nào mà nó hãnh diện mà nó ra nó đứng nó dám nói rằng tôi đã bị gạt tình gạt tiền hết trơn á. Tại vì cái mình là một người, hơn nữa Emily là cũng một người đang có số, mà đang có tiếng, đang có, không phải là tiếng mà giống như là đang có cái sự để ý của cộng đồng mạng rất là nhiều. Cái chuyện mà tai tiếng phụ nữ với nhau mà yêu đương nhau xong rồi bị gạt tình gạt tiền, nó đau lòng lắm. Không có cái gì mà hãnh diện để mà nói trơn á. Nhưng mà Emily nó dám nói. Bây giờ nó liên quan tới nè anh Thành rồi anh Long, toàn là những người mà đã ở trong cái công cuộc đấu tranh này đã hy sinh rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điều đó. Không có ai rảnh để mà đi đánh phá một người mà nói thật sự yêu dân chủ yêu nước để mà lên tiếng nói hết. Trốn chạy hết, thằng nào lên đánh nói một hai ba câu là trốn qua Thái, qua Phi, trốn được là trốn hết trơn rồi. Emily đi về tới Việt Nam. Cho nên các anh chị em, những người nào, anh Emily rất là mạnh mẽ. Cái video này như Mã nói là Mã làm cho Emily. Emily với Mã là nói chuyện với nhau qua chị em chia sẻ với nhau. Không có Emily, không có trả cho Mã một đồng nào. Emily cũng không có biết Mã làm cái video này để mà nói về Emily hết trơn á.
Ok, các anh chị em nên nhớ là Mã không nói về Quỳnh Quốc Huy. Cái chuyện đó là bỏ sọt rác. Mã không nói về cái nhân phẩm, về tư cách đàn ông con trai mà lợi dụng tình cảm của phụ nữ để mà chà đạp nhân phẩm của phụ nữ như vậy. Mã không bao giờ dung túng những cái con người đó. Cho nên Mã nói để cho các anh chị em hiểu. Sau khi nói ra rồi mà mọi người vẫn yêu thương, vẫn quý Quỳnh Quốc Huy, đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Mọi người muốn làm gì làm, muốn tôn thờ, muốn làm tượng của Quỳnh Quốc Huy để bỏ lên trên bàn thờ mà thờ cũng không sao. Mã không bao giờ mã trách hay là giễu cợt hay là cười bất cứ một cái vấn đề nào hết. Mã nhắc tới nhắc lui, cái video này Mã làm là cho Emily, để ủng hộ Emily, để khuyến khích Emily, để mà khuyên Emily đừng có buồn bởi những cái lời gièm pha, đừng có buồn bởi những cái lời nói thiếu trách nhiệm, thiếu sự yêu thương, thiếu sự quan tâm, thiếu sự chia sẻ của những người Việt, của những người con gái, đối với những người con gái. Những người con gái nào mà ngon lành quá mà đứng ra nói rằng trời ơi, nhỏ này mê trai, là những đứa con gái đó tào lao bí đao. Ok, Mã nói rất là tào lao bí đao. Bản thân của mình cũng mê trai, thà ra đi ra đường, đi vô cái phòng gym đi mà gặp cái thằng nào mà vạm vỡ đẹp trai mà six pack có đứng mà liếc liếc mà đứng nhìn không, nhìn sau lưng nhìn cái đít nó cũng nhìn nữa, đừng có ngồi đó mà nói là Emily mê trai nha. Trời ơi là trời, đi tới cái chỗ vào phòng gym mà thấy cái thằng mập với cái thằng mà cái body nó build, nó có BD đi nữa cũng đứng nhìn nó, nhìn cái body của nó cũng khen đúng không? Cho nên là cái chuyện nó rất là bình thường. Con người mình sinh ra, tạo hóa sinh ra con người mình là thấy đẹp, là nhìn thấy đẹp, là cái cảm mến, cái đó là cái kiểu là first impression, đầu tiên là mình thấy là mình thích là như vậy, rất là bình thường. Rồi sau đó quan hệ với nhau, quen với nhau, tìm hiểu nhau mà phát hiện ra ô cái thằng này nó đẹp trai, nó chỉ có cái mã ngoài thôi nhưng mà ở trong lòng nó không có đẹp trai. Nhân Trinh Nhân Nguyễn à, đúng rồi, thằng này nó đẹp trai nhưng mà nó bà xạo quá, mà nó điệu quá, thì cho nên thì mình giang ra. Mình nhìn được bao nhiêu người nha, rất là nhiều người phụ nữ trên Facebook biết là mình đang bị gạt, biết là thằng đó đẹp trai, biết là thằng đó là đang là gạt tình gạt tiền, nhưng mà giỡn đẹp trai quá thôi kệ luôn, làm thinh luôn đi, chịu đựng chấp nhận luôn, không có dám nói. Biết bao nhiêu người phụ nữ đang bị gạt mà không có dám nói. Còn Emily nó dám nói là đang cứu những người phụ nữ khác mà chưa bị gạt, hay là đang trên đường sắp bị gạt, hiểu chưa? Cho nên á, những người phụ nữ là phải cảm ơn Emily không hết, phải hoan nghênh Emily, đặng chi để cho những người sau, những người con gái sau lỡ có bị, mà không nói là Huy đẹp trai, tùy theo cách nhìn của mỗi người, ok? Nhưng mà phải nói là Huy không có xấu trai, Huy không đẹp mà Huy không xấu, cái đó là cái chuyện của mỗi người con gái nhìn vào cái cách nhìn của mỗi người khác nhau, mình không có nói. Nhưng nhiều khi dưới mắt của Emily Huy đẹp trai, đó là chuyện của Emily. Và cái vấn đề ở đây mà muốn nói là khi mà mình nhìn ra được cái vấn đề chính, mình dám đứng ra, mình dám nói, dám sửa sai, đó là cái mà mình cần phải ủng hộ hết mình, đặng những người con gái sau đó, những người con gái đi sau đó nhìn thấy Emily làm như vậy, họ có cái tự tin hơn. Là chúng ta cần phải nói ra. Ngày hôm nay không có chỉ hai Bạch Đồng Quyền, lâu ngày không có gặp em khỏe không? Cho nên ngày hôm nay không phải chỉ riêng Quỳnh Quốc Huy mà sẽ còn rất là nhiều người khác nữa. Ok, Quỳnh Quốc Huy chỉ là một cái con cờ nhỏ trong cái bàn cờ mà thôi, là một con chốt, là một con thí, không sao hết. Một Quỳnh Quốc Huy này đi, chúng ta phải làm sao trong đất nước Việt Nam của mình còn nhiều Quỳnh Quốc Huy nữa. Ngay cái thời điểm này Quỳnh Quốc Huy đã khai dân trí như thế nào, đã làm bao nhiêu view, đã xạo được bao nhiêu người, ít ra đã xây dựng được một cái nhóm tin tưởng và nghe Quỳnh Quốc Huy. Thì bây giờ nha, bây giờ là chúng ta phải có những cái người khác để thay thế vào, chứ không phải lui tới chỉ những gương mặt quen thuộc đó nha. Quỳnh Quốc Huy có vợ, đúng rồi, có vợ mà nó gạt luôn vợ, nó gạt vợ, nó gạt bạn người yêu, nó gạt luôn cả Emily. Cho nên cái chuyện đó là đỉ miệng, cái chuyện mà tình cảm lăng nhăng liên nhiên. Việt Nam mình bị cái bệnh là siêu sao. Nếu như người nào mà cũng biết thân, biết phận, biết mình nằm ở vị trí nào, giống như Mã đây thì nó yên chuyện rồi, ok. Mã biết là tôi không là cái gì hết, I am nobody to no one, ok. Mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái thế giới này thôi. Hiểu được cái điều đó, biết cái vị trí của mình, đừng có mắc cái bệnh siêu sao, thì không sao hết trơn á, thì sẽ là yên chuyện hết trơn. Tự nhiên có một người lên đấu tranh nói, bây giờ cái đấu tranh dân chủ làm sao các anh chị em ở trong nước
làm sao mà để cho người ở bên hải ngoại bây giờ mất hết lòng tin, không còn một chút xíu nào tin tưởng được cái đấu tranh cho dân chủ. Mà đấu tranh dân chủ ở đây cho ai? Cho Việt Nam, cho những người đang ở bên Việt Nam, chứ không phải cho những người ở bên Mỹ. Nhưng mà các anh chị em đấu tranh dân chủ bên Việt Nam bây giờ nó tè le tự lưa, nó không còn một cái gì để nói, cứ thằng này đấu với thằng kia, toàn là kêu là cái gì kinh tế, đấu tranh chính trị là vì tiền không mà lợi tức cho bản thân của mình. Thì làm sao cái đất nước này nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về đâu? Cho nên làm ơn mà nói, thấy những người phụ nữ chúng ta, thấy những người phụ nữ chúng ta đang bị thiệt thòi bởi những cái tình cảm chân tình chân thật của những người phụ nữ đã bỏ hết tấm lòng nhiệt huyết ra mà cuối cùng lại bị lừa gạt như vậy, một cái vốn rất là đau. Ở đây đừng có nghĩ rằng Emily đang kêu là dùng cái chữ gì ta, đang trả thù Quỳnh Quốc Huy. Đâu có cần gì mà phải trả thù, không có cái gì mà phải trả thù hết trơn á. Tại vì tụi này sống ở bên Mỹ, chuyện rõ ràng lắm, tình cảm quen nhau được, không quen được, anh ơi em hết thương anh rồi, hay là em ơi anh hết yêu em rồi, chúng ta chia tay nha, ok không sao, chia tay rồi đi ơn người khác, không sao hết trơn á. Cứ từ từ một, cứ một lần một người, chứ không có cần phải 5-7 người, 3-4 người cùng một lúc như vậy, thì cái đó là lừa gạt rồi còn gì nữa. Đừng có nghĩ rằng tại sao đâu có ai 18 tuổi đâu mà nó phải lừa gạt, toàn là tự nguyện. Tự nguyện khi người ta biết cái chuyện nó xảy ra mà người ta vẫn làm thì cái đó là tự nguyện. Còn đây Emily làm là vì Emily hoàn toàn không biết, Emily không biết đang bị lừa gạt, cho nên ngày hôm nay có đủ bằng chứng Emily nói để cho mọi người nghe. Nói để làm gì một lần nữa, bà nói, nói là để cho những người khác không có dính làm, để cho Mã Tư Linh đừng có vấp phải. Nhiều khi Mã Tư Linh nhỏ như thấy Quỳnh Quốc Huy nó to cao rồi nó nói số like nó đông quá rồi Mã nghe rồi gì rồi Mã muốn, Mã thích nó kêu lại gì Việt Nam là cái gì phi công bà già lái máy bay gì đó, rồi Mã muốn lái máy bay rồi sao, đúng không? Cho nên là ý Mã nói rằng là, nói tóm tắt lại video này, Mã nói là để Mã khuyến khích Emily đừng có buồn, đừng có vì những lời dèm pha của những người ở trong nước hoặc là những người ở ngoài nước nói cái này nói cái kia mà làm cho em đau lòng hay buồn phiền. Không nên như vậy. Tại em phải biết rằng Emily, chị Mã lúc nào cũng ủng hộ em, tin tưởng em tuyệt đối. Những cái gì em đã hy sinh, những cái gì em đã làm mà những người khác ở trong nước họ bỏ nước, họ trốn chạy ra nước ngoài, họ bỏ qua, họ bằng mọi giá để mà họ qua được cái chỗ mà em đang sinh sống. Em là bỏ hết tất cả thời gian, tiền bạc để mà chạy về lại bên Việt Nam, thì cái điều đó đã chứng minh được cái tấm lòng của em như thế nào đối với Việt Nam, như thế nào đối với những người dân ở trong nước. Em muốn chính em nhìn thấy Formosa, em hủy hoại môi trường như thế nào. Em muốn chính em cùng đồng hành với các cha, cùng đồng hành với người dân ở trong nước. Em đã chịu cực, chịu khổ như thế nào. Em phải trốn chạy qua Thái như thế nào. Em phải còn những cái chuyện sau đó mà Mã chưa tiện để mà chia sẻ với các anh chị em, mà Mã biết rất là rõ, tại vì Mã đồng hành cùng em từng bước một. Emily, chị không biết em hiện tại em đang ở đâu. Em phải biết là chị Mã lúc nào cũng ủng hộ em. Nhớ nha, không có được buồn phiền, không có được đau lòng. Rồi bây giờ Mã muốn nói chuyện khác cho các anh chị em nghe. Các anh chị em có thắc mắc gì không? Dĩ nhiên, cho vàng cũng không thèm, có gì hay đâu chứ. Đừng có ngồi đó mà nói nó nhỏ mê trai, đứa nào cũng mê trai hết đó, mà mày đặt nói vậy. Em đâu biết lái máy bay đâu. Em nói vậy thôi, em nói thí dụ thôi mà. Ok, bây giờ đó là những cái gì mà muốn chia sẻ với các anh chị em để cho các anh chị em hiểu nha. Bây giờ mà muốn đọc cái lá thơ mà liên quan tới bức thư mật liên quan đến cuộc đời của Hồ Chí Minh. Muốn làm livestream kia hả? Nên làm á. Cái livestream này mấy phút rồi vậy các anh chị em? Hay là mình làm cái livestream khác? Ok, cái bài này nè, Hội chống hiếm hoạt của Trung Quốc nè, mưu đồ thâm độc của Trung Quốc nè,
Dễ sợ chưa? Duyên Hải đã trở thành một phần của Trung Quốc rồi. Lâm Ngân Mai đang lừa tình lừa tiền ở hải ngoại hả? Riết đất nước Việt Nam á, không còn một cái gì nữa trơn á. Cái mấy người cứ lừa đi. Ok, bây giờ cứ nói, cứ lừa đi, lừa được bao nhiêu đó thì các anh chị em cứ nghĩ là lừa hải ngoại. Hải ngoại tại sao? Tại sao các anh chị em dễ lừa các anh chị em ở hải ngoại? Ăn cơm đi hả? À đúng rồi, chưa ăn cơm ha. Mới có 11 giờ rưỡi khuya thôi anh Chinh Nhân. Anh đi mua bánh bèo về cho em ăn đi, em đói bụng nè. Tại vì á, các anh chị em ở hải ngoại á, chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể nào cùng mỗi ngày đồng hành với các anh chị em ở trong nước để mà 16 phút cảm ơn kẻ trắng tay, để mà mỗi ngày có những cái cuộc biểu tình, chúng tôi xuống đường cùng nhau đi, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hội họp. Cho nên và khi bên này tụi này làm cực làm khổ nhưng mà làm ra được chút xíu tiền, cho nên khi mà người dân ở trong nước cảm thấy rằng, nói rằng ôi chị ơi em kẹt quá, 3 ngày rồi em chưa có ăn, em đi đấu tranh, em đi biểu tình vừa rồi bị tụi kia nó rượt em chạy, bây giờ em không có công ăn việc làm này kia, cho nên tụi này sẵn sàng chia sẻ một chút xíu với người dân trong nước. Đừng có nghĩ rằng là tụi này khờ để cho người dân ở trong nước sẵn sàng gạt, không có đâu. Tại vì tụi này mà khờ thì cứ coi cái chi phiếu của mấy người ở trong nước và chi phiếu của tụi này ở bên này làm, người nào làm được tiền nhiều hơn, đúng không? Cho nên á, ở đây là vì cái lòng thương, hiểu, thông cảm và chia sẻ, chính cái niềm thương và lo lắng quan tâm tới người Việt ở trong nước, cho nên người Việt ở hải ngoại dễ bị người dân ở trong nước lợi dụng, nói đúng hơn là lợi dụng. I'm look darker hả? I guess that vì chắc là maybe because I wear the white shirt. Cho nên á, hai Kim Phụng, cho nên là Mã nói rằng là người dân ở hải ngoại không phải là khờ, không phải là ngu, không phải là dốt, mà tại vì cái tình yêu thương đối với người dân ở trong nước nó nhiều hơn và nó thực tế hơn, cho nên khi người dân ở trong nước cần thì tụi này sẵn sàng bỏ ra chút xíu tiền để mà chia sẻ, để mà chia sẻ. Dũng Hùng, Mã không có nói cái gì để mà xúc phạm hết, đây là một số người ở trong nước chửi tụi này ở hải ngoại, ok, nói rằng là tụi này là ngu, người dân hải ngoại ngu cho nên là bị người dân ở trong nước gạt, cho nên Mã mới nói rằng là tụi này không có phải ngu, tụi này không có khùng, tụi này không có điên để mà để cho người dân ở trong nước gạt. Nhưng mà người dân ở ngoài này, tụi này sống rất là thật tình, chân tình. Tụi này làm tiền ra, có khả năng bỏ giờ ra làm là có tiền, cho nên tụi này sẵn sàng chia sẻ với những sự nghèo khó ở người dân trong nước. Tại sao tụi này sẵn sàng bỏ tiền ra làm từ thiện, giúp những khi mà bão lụt, giúp những người mà chưa hề quen biết nhau, thì ngày hôm nay bỏ ra một chút xíu để giúp một người bạn đấu tranh cho dân chủ đang bị công an rượt, đang bị không có cơm ăn, đang gia đình đang tốn kém, đang thiếu hụt. Tụi này biết nói chuyện với nhau. Chị Mã ơi, em nói chuyện với chị 3 tuần nay rồi, em nói chuyện với chị 2 tháng nay rồi, bây giờ em kẹt quá, chị cho em 50, chị cho em 100. Mã sẵn sàng cho. Nhiều khi biết là nó gạt, nhiều khi biết nó lấy 50 đồng đó, nó đi, nó mua cơm 25 đồng, mà nó lấy 25 đồng nó làm cái chuyện khác. Không sao hết, tại vì khi mà tụi này đã cho ra là để hy vọng giữ được cái mối quan hệ, mối tình cảm của mình với người Việt ở trong nước. Đó là lý do tại sao người Việt ở hải ngoại sẵn sàng, những người, nhiều khi những người mà nhận tiền của food stamp, nhận tiền của nhà nước đi rất là ít, nhưng mà vẫn bỏ ra 300, 400, 500, có rất là nhiều người làm không có tiền nhưng mà vẫn dành dùng, vẫn để dành một chút xíu để gửi về cho người dân ở trong nước. Tại sao? Là vì chúng tôi quan tâm tới cái sự, chúng tôi quan tâm tới cái chuyện lớn của đất nước chứ không phải là quan tâm tới cái chuyện nhỏ. Cái mục đích giúp đỡ cái người nhỏ này, một cái người nhỏ này, ok, cái mục đích giúp đỡ cho một cá nhân đấu tranh dân chủ này là với một cái mục tiêu là hy vọng sau này Việt Nam sớm có dân chủ. Chúng tôi làm những cái việc nhỏ để, dạ con chào chú Nghề Lữ, để hy vọng, để hy vọng là cái mục tiêu chính một ngày nào đó các anh chị em ở trong nước có sức có hơi để đấu tranh cho dân chủ, cho những người khác được cái lợi thêm chung với nhau, chứ không có phải là ngày hôm nay giúp cái thằng nhỏ này là tại vì cái thằng nhỏ này cần được giúp, không đâu. Chúng tôi nghĩ xa hơn, chúng tôi nghĩ sâu hơn. Nhưng mà người dân ở trong nước thì sao? Lợi dụng cái tình yêu thương, lợi dụng cái niềm tin, cái chân tình, chân thành của người Việt ở hải ngoại để mà làm lợi tức riêng cho bản thân của mình. Thì ngày hôm nay cái chuyện đó
Nó xảy ra thì người dân ở trong nước không có dân chủ, một ngày nào đó không có dân chủ, cộng sản nó vẫn ngồi, nó vẫn cười, nó vẫn ăn trên đầu của mấy người. Thì mấy người không có cái dân chủ, không có cái cách sống, cái cuộc sống của mấy người trong nước không có liên quan gì tụi ở hải ngoại hết trơn á. Cho nên các anh chị em ở trong nước phải nên nhớ rằng ngày hôm nay có lừa gạt, có tà lao với đao với lại người ở hải ngoại như thế nào đi nữa, thì chính những người dân ở trong nước là những người mất cái quyền lợi chứ không phải là người ở hải ngoại. Nhớ rõ cái điều đó nhá. Cho nên là Mã nói để cho các anh chị em hiểu rằng đừng có nghĩ rằng là người hải ngoại chúng tôi ngu, tại vì nếu mà chúng tôi ngu thì chúng tôi đã không có làm được thành tích rất là nhiều. Thành tích nó khác cái thành quả, đúng không? Thành tích là những cái gì đó mà mình tạo dựng, mình làm ra được cái thành tích, nhưng mà thành quả là những cái gì mà mình gặt hái. Cho nên các anh chị em phải hiểu rằng đừng có nghĩ rằng là người dân ở trong nước là khôn. Người dân trong nước khôn chỉ là khôn nhất thời, khôn vào cái thời điểm đó để làm sao cho có cơm ăn áo mặc ngay vào cái thời điểm đó. Nhưng mà ngày mai các anh chị em phải sống làm sao, phải sống như thế nào? Cho nên cái sự đấu tranh ở trong nước nó không có lâu bền, nó không có dài lâu được. Mà cái sự đấu tranh ở ngoài nước, tại sao chúng tôi bao nhiêu năm cái người đó giống như là Trang Lê hoặc là Lisa Phạm hay là Jenny Trần hay là Thanh Luân hay là Đoàn Thùy Dương, những người mà ở nước ngoài không sống trong đất nước Việt Nam, chúng tôi lên tiếng nói năm này qua năm nọ, chúng tôi vẫn duy trì được, bình quân ra được những cái lời nói và những cái sự theo dõi các anh chị em học hỏi được như thế nào. Còn những người ở trong nước Việt Nam như thế nào, ta nói là tích tắc thôi, đấu tranh dân chủ mà mắc cái bệnh siêu sao happen rất là nhanh. Ngày hôm nay nổi như cồn, ngày hôm mai bị bệnh siêu sao quá tải, nãy giờ tôi chỉ là một cái con người chẳng ai biết tới hết trơn, tự nhiên phát ngôn vài câu, nói vài câu, yêu cờ vàng mấy cái, chụp mấy tấm hình, là sau đó là ok, nổi như cồn lên. Nhưng mà sao được có lâu hay không, 3/7/21 thôi là sập liền, là cũng dính vào tình, cũng dính vào tiền, cũng dính vào ba cái chuyện tùm lum hết trơn. Thì cho nên đấu tranh dân chủ không được một cái gì hết. Cho nên cái sự Việt Nam nó khôn lõi, nó khôn chỉ nhất thời ngay cái chỗ đó, mà lập tới lập lui là chỉ được ngay lúc đó, ăn xong miếng cơm đó thôi, quay lưng bước đi là sinh ra chuyện rồi. Cho nên từ từ nó ngã gục hết, nó chẳng còn ai hết, thì mấy người ở trong nước cứ làm như vậy đi. Cứ như vậy đi, rồi cuối cùng đừng có ngồi đây mà than khóc. Chị Mã ơi, chị làm sao mà kêu gọi người hải ngoại hãy về cứu lấy đất nước? Không có hải ngoại nào mà về cứu lấy đất nước được, mà chính các anh chị em ở trong nước là những người phải cứu lấy đất nước mà thôi. Mà các anh chị em cứ lợi dụng người hải ngoại thì người hải ngoại chúng tôi cũng sẽ mệt, cũng sẽ chán, cũng sẽ bỏ mặc thôi. Không có cái gì mà không có cái sự lừa gạt nào mà nó bền bỉ và lâu dài được hết trơn á. Không bao giờ mà lấy vải thưa che được mắt thánh, cái câu nói như vậy. Cái sự thật rồi sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng. Không có cái gì mà gian dối mà tồn tại vĩnh viễn được hết trơn á. Chỉ có những sự chân tình, chỉ có những sự chân thành và những lòng yêu thương mọi người với nhau, tình yêu thương đem ra chia sẻ với nhau thì mà nó bền bỉ được. Đó là những cái gì mà Mã có thể chia sẻ nhanh gọn trong cái video này. Như Mã nói là video này Mã làm về Emily, chia sẻ về những cái gì mà Emily đang phải trải qua, đến sự đau đớn đó. Đừng có bao giờ mà đặt kỳ vọng hay đặt thần tượng hóa một cái con người nào lên. Đừng có bao giờ cho họ là lãnh tụ. Đừng bao giờ. Cái tay Mã bị gì hả? Tay Mã bị phỏng. Tay Mã bị nấu đồ ăn cho con bị phỏng lửa đó. Cho nên là Mã mới nói là các anh chị em là đừng có bao giờ thần tượng hóa một cái người nào hết. Đừng bao giờ mà cho rằng cái người này là lãnh tụ này, người kia phải là người đứng dậy lãnh đạo đất nước. Không có một người nào có thể đứng dậy lãnh đạo đất nước được hết, mà chính bản thân của mình cùng nhau đồng lòng, cùng nhau đi chung. Chỉ có sự đoàn kết, mà mấy cái bài trước mà đã đọc rồi, phải có sự đoàn kết như thế nào? Làm sao để có được sự đoàn kết? Phải có sự tin tưởng, yêu thương, tôn trọng. Những cái điều đó chứ không phải là, không phải đoàn kết là khi một người nào nói cái gì đó ra là tự nhiên mình nói con mèo là nguyên 10 người nói con mèo, mình nói con chó là nguyên 10 người nói con chó, như vậy là đoàn kết không đâu. Cái đó là độc tài, thằng nào không theo tao nghỉ chơi, cái đó là độc tài. Nhưng mà đoàn kết ở đây là cái gì? Phải có sự lắng nghe, học hỏi và tôn trọng thì mới tạo ra được sự đoàn kết. Đúng không? Mã nói, các anh chị em nghe, tại sao nhiều người nói chị, tại sao mà cái thằng kia nó đi bán vé số,
Mà nó nói như vậy mà chị tin nó, chị nghe nó. Tại sao không nghe? Nó bán vé số, chính vì nó bán vé số, nó đi khắp nơi nên nó chỉ đường, nó phải đúng hơn là Mã chứ. Mã lớn tuổi hơn nó, Mã đi ở bên Mỹ, làm sao mà biết được ở bên Việt Nam như thế nào? Hi Nancy, làm sao mình biết được đường xá? Cho nên lúc nào mình phải cố gắng, mình phải lắng nghe, mình cũng phải học hỏi ở bên Mỹ như thế nào. Cha mẹ phụ huynh mỗi ngày, Mã đây mỗi ngày phải học hỏi bé Phụng bé Phượng, con nói cái gì mình phải lắng tai nghe. Hồi xưa nó nhỏ, nó học ABC, mình bày cho con từng chữ đánh vần. Nó, con học chữ nào, con làm toán mày dạy cho con. Nhưng mà bây giờ ngược lại, ngay thời điểm này, con à cái chữ này đọc sao con à cái chữ này phát âm như thế nào. Mình phải là lúc, mình tới lúc mình phải học hỏi là con cái. Cho nên nó cái cuộc sống, cái sự tôn trọng, đoàn kết như thế nào, mình phải lắng nghe, mình phải tin tưởng, mình phải hiểu nhau, thì mình mới có được cái sự đoàn kết. Còn mà mình nghe nó nói đây, cái xong mình nghe mình làm theo. Tại vì thôi chị Mã nói vậy thì cứ làm theo chị Mã đi, nhưng mà sau lưng đi nói xấu chị Mã, thì đó là một cái chế độ độc tài lại. Và cái sự nó tan rã, nó lũng đoạn từ trong cái sự, cái nhóm người của tụi mình với nhau, không có sự đoàn kết. Đó, đó là cái mà Mã muốn chia sẻ với các anh chị em. Cho nên người ở trong nước, các anh chị em ở trong nước cần phải bình tĩnh lại, cần phải tu tâm dưỡng tính lại, cần phải cùng nhau, không cần ngồi xuống chung mà tự mình ngồi xuống ở một cái nơi nào đó, suy nghĩ lại ngày hôm nay chúng ta đã làm cái gì cho Việt Nam, chúng ta đã đối xử với người Việt ở hải ngoại như thế nào, chúng ta đã làm tròn cái trách nhiệm, cái lương tâm của mình đã đúng hay chưa, đã đối xử với những anh chị em ở hải ngoại, ngày hôm nay nhận tiền của người ta, ăn tiền của người ta, bây giờ xoay mặt trở mặt chửi. Mã thấy mà cái chú nghề lữ á, là một trong những người mà Mã nói là Mã rất là tôn trọng chú. Tại vì trong cái quá trình mấy năm qua, Mã với chú làm chung với nhau rất là nhiều. Từ những cái chia sẻ, những cái video hay là có những cái thắc mắc gì, chú cháu cũng gọi điện thoại nhau. Chú nghề lữ là một người hết sức cẩn thận về cái vấn đề mà lấy thông tin và nghe tin từ người nào và chia sẻ như thế nào. Chú rất là kỹ lưỡng. Mà ngày hôm nay, chú nghề lữ bị một cái người mà chú từng giúp đỡ mà đánh phá, chửi chú không ra một cái manh giáp nào hết, thì cái điều đó đã chứng minh cho Mã thấy rằng cái người nào mà nói chú nghề lữ như vậy thì cái người đó không còn giá trị nữa, không có một cái cách sống, một cái tư cách gì để mà tiếp tục đấu tranh cho dân chủ được hết trơn á. Cho nên bỏ đi những cái tính mà tham lam sân si ở đó trong cuộc đời này, hãy bỏ đi, hãy nhìn lại những người ở hải ngoại có tấm lòng vị tha, bỏ qua. Nếu như những người dân ở trong nước nhìn thấy cái điều sai của mình, hãy mạnh dạn đứng dậy, xin lỗi, làm lại, đấu tranh lại, hết lòng lại, vì bản thân mình, vì đất nước này, vì dân tộc này, vì một Việt Nam, chứ không riêng một cá nhân nào hết. Tụi này ở hải ngoại một lần nữa chẳng có cần một cái gì hết, cái gì cũng có hết trơn á. Cái gì cũng có. Ở bên Việt Nam nhiều người không có một cái giường để ngủ, không có một tấm chiếu để che thân. Nhưng mà những người ở hải ngoại chúng tôi có 5-7 bộ nệm ở trong nhà. Đơn giản là như vậy thôi. Chúng tôi có tất cả mà dư hết những cái gì mà Việt Nam cần có một cái. Bên này có gấp 5, gấp 10. Tụi này không thiếu một cái gì hết á. Chỉ thiếu là cái gì? Thiếu cái tinh thần mà Việt Nam với nhau, thiếu cái chữ Việt Nam liệu có còn hay không? Một ngày nào đó Việt Nam có còn hay không? Dân tộc Việt Nam có còn hay không? Đó là cái mà tụi này thiếu và tụi này sợ. Cho nên tụi này muốn những người dân ở trong nước hãy nhìn nhận lại, hãy đánh giá lại bản thân của mình. Mình đã làm cái gì đúng, mình đã làm gì sai. Phải thay đổi cách sống. Phải sống văn minh, nhân bản hơn. Những anh chị em ở hải ngoại đã cố gắng làm livestream rất là nhiều. Khai Dân Trí cũng có chia sẻ thông tin những điều bạn cần biết cho một Việt Nam mai sau. Rất là nhiều video tụi này đã làm ra. Để làm cái gì? Để làm cái gì? Để mong những người trong nước lắng tai nghe và có một cái cách sống văn minh, nhân bản hơn, để giúp đất nước Việt Nam và giúp chính bản thân mọi người, chứ không phải giúp tụi này. Đúng không? Cho nên Làm ơn phải thay đổi cách sống của mình. Phải cùng nhau, phải đồng hành cùng nhau, phải bảo vệ, yêu thương nhau. Đó là cái mà chúng ta cần và chúng ta phải làm nha. Livestream này chú Dung. Áo của Phương Thiên Hữu cho con đó chú Dung. Phương Thiên Hữu bắt con phải mặc đó chú Dung. Anyway, cái livestream này mà chỉ muốn nói đơn giản như vậy, mà không có muốn nói nhiều để đi lạc cái vấn đề.
Mà có ngày hôm nay rất là nhiều công việc mà phải làm luôn á, mà chưa có chia sẻ với các anh chị em được. Hẹn một ngày đẹp trời khi cái công việc xong mà sẽ ngồi kể, các anh chị em nhắc mãi nha. Cái chuyện ngày hôm nay nó làm cho mình đau lòng lắm. Mã mới ở bệnh viện về bây giờ là 11 giờ rưỡi, là chính xác mã mới vô nhà chưa có ăn cơm tối luôn đó. Là mã muốn cái suy nghĩ, cái tư duy của mình nó còn fresh, là nó còn mới để mà làm cái video này liền cho các anh chị em, rồi mã mới đi ăn cơm tối, rồi mới tắm rửa, mới có thể nằm xuống để mà viết lại những cái chuyện gì xảy ra ngày hôm nay. Đó là một cái ngày dài, một cái ngày làm mà nó hay lắm. Mã nói thì các anh chị em nói mã chảnh chó, nhưng mà thật sự ngày hôm nay mã làm 9 tiếng đồng hồ, ok? Mã làm 9 tiếng đồng hồ, mã làm được hơn 1.000 đô một ngày này thôi. Ok, nói đây không phải là khoe với các anh chị em để cho các anh xin tiền mã đâu, không có đâu. Nhưng mà mã nói là để các anh chị em hiểu, để các anh chị em biết một cái ngày làm ở bên Việt Nam có thể bằng một tháng của những người làm ở bên Việt Nam. Ok, một ngày làm ở bên này có thể bằng một tháng của những người làm ở bên Việt Nam. Mà ý mà nói đây là để thấy cái sự so sánh, các anh chị em muốn có được, muốn như vậy hay không thì phải thay đổi của cuộc sống. Phải có khi chúng ta có dân chủ, chúng ta có những cái nhân quyền hơn, thì cái chuyện mà làm bao nhiêu tiền, cái tiền lương nó không có giới hạn, nó làm theo cái sức của mình, muốn làm bao nhiêu đó thì làm nha. Ok, đó là những cái gì mà muốn nói ngắn gọn ở trong cái livestream này. Sau này mã sẽ kể chi tiết hơn cho mọi người nghe. Bây giờ mã phải đi ăn cơm, nó đói bụng lắm luôn rồi á, cái bụng nó kêu còn cào nãy giờ nè, phải uống thuốc nè, phải đi ăn cơm nè, rồi phải đi tắm rửa, rồi viết bài nha, hơn ấy chứ. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái livestream này. Nếu như các anh chị em thấy đúng thì chia sẻ ra. Một lần nữa là phụ nữ chúng ta phải bảo vệ Emily cho mọi người. Biết lắm mà. Một lần nữa là chúng ta phải bảo vệ Emily, và những người phụ nữ chúng ta không nên trách. Nếu như các anh chị em không có đồng lòng, không có cùng nhau hưởng ứng hay là tin những cái gì mà Emily nói, thì cũng không nên bác bỏ hoặc là nói xấu hoặc là chà đạp, rất là tội Emily nha. Còn những người con trai thì chúng ta cũng phải nên lên tiếng nói để bảo vệ, phải ủng hộ Emily để mà thấy những cái điều sai trái đó không có nên vấp phải, không có nên làm theo, mà phải khuyên răn với nhau là đàn ông con trai là nên bảo vệ phụ nữ chứ không phải chà đạp phụ nữ giống như vậy. Đó không phải là tư cách của con trai Việt Nam mình, đúng không? Đó, đó là những cái gì mà mã muốn nói. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngủ ngoan với ngủ ngon. Trễ lắm rồi, mã đói bụng lắm rồi á. Mã đi ăn nha. Ok, bye bye. Thầy có con khác thế vô cái chỗ đó thì thử hỏi. Thử hỏi là bản thân của mình là những người, mình là người đang yêu mà người yêu của mình đối xử như vậy. Đừng có nói là một tuần nha, một tháng hay 2 tháng mình mới chia tay ngày hôm nay, mà tháng sau nó nghe nó quen, nó cặp với cái con khác, nó ăn ở với con khác, thử mình có lồng lộn lên không. Hỏi thử hỏi cái thằng nào mà nó xui mà nó quen mã cái kiểu đó, mà ngày hôm nay nó nói nó yêu mã, tháng sau nó dẫn con khác đi, coi thử mã có lồng lộn hay không. Điên lên đó chứ không phải giỡn chơi đâu. Nhưng mà tại sao Emily nó chịu đựng, nó nhịn nhục cho tới ngày hôm nay? Tại sao? Đó, chúng ta là phụ nữ chúng ta cần phải vạch mặt, chị Nga nói đúng. Chúng ta là phụ nữ chúng ta cần phải vạch mặt những cái dối trá đó để những phụ nữ khác không bị lâm vào cái tình trạng giống như Emily. Còn những người con trai càng phải ủng hộ Emily để mà thấy rằng phải lên tiếng. Con trai là ở trên lập để bảo vệ phụ nữ chứ không phải để chà đạp nhân phẩm, để không phải để chà đạp cái tình cảm của người phụ nữ như vậy được. Nó rõ ràng là nó có mưu đồ để mà lừa gạt, lợi dụng cái đấu tranh. Mình không nói về cái vấn đề đấu tranh, nhưng mà bị anh giết, em không có giết, em sợ bị cảnh sát bắt nó, em không có giết đâu anh Tâm Quỳnh, nhưng mà em mướn giang hồ giết thôi. Ý tới cho nên là mình mới nói rằng á, Emily là một người phụ nữ can đảm. Tại sao các người, những người mà lên tiếng trách Emily, phần đông có một số người là trốn từ bên Việt Nam, trốn qua Thái, trốn qua Lào, trốn qua Singapore, trốn qua Mỹ để mà đi đấu tranh trốn. Còn Emily nó đang sống ở Mỹ mà nó bỏ Mỹ để nó đi về tới Việt Nam, nó vô trong cái hang hùm của Cộng sản, đúng không? Để mà nó đấu tranh. Nó đấu tranh cho vì cái gì? Đâu có vì bản thân của nó đâu. Nó cũng đâu phải vì đi để mà lật mặt Quỳnh Quốc Huy đâu. Chứ cái chuyện xong rồi có bằng chứng đàng hoàng, rồi Emily mới nói
Mà phải công nhận, ai nói gì nói Emily. Dạ chính xác là như vậy đó Lý Đại Nhân. Tại vì đã có bằng chứng Emily đưa ra những cái đoạn, những cái hình ảnh, những cái tin nhắn rõ ràng là như vậy. Tại vì cái chuyện này là một cái nhục của phụ nữ. Tụi em không có cái gì mà hãnh diện, không có cái con nào mà nó hãnh diện mà nó ra nó đứng nó dám nói rằng tôi đã bị gạt tình gạt tiền hết trơn á. Tại vì cái mình là một người, hơn nữa Emily là cũng một người đang có số, mà đang có tiếng, đang có, không phải là tiếng mà giống như là đang có cái sự để ý của cộng đồng mạng rất là nhiều. Cái chuyện mà tai tiếng phụ nữ với nhau mà yêu đương nhau xong rồi bị gạt tình gạt tiền, nó đau, nó đau lòng lắm. Không có cái gì mà hãnh diện để mà nói trơn á. Nhưng mà Emily nó dám nói. Bây giờ nó liên quan tới nè anh Thành rồi anh Long, toàn là những người mà đã ở trong cái công cuộc đấu tranh này đã hy sinh rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điều đó. Không có ai rảnh để mà đi đánh phá một người mà nói thật sự yêu dân chủ yêu nước để mà lên tiếng nói hết. Trốn chạy hết, thằng nào lên đánh nói một hai ba câu là trốn qua Thái qua Phi, trốn được là trốn hết trơn rồi. Emily đi về tới Việt Nam. Cho nên các anh chị em, những người nào, anh Emily rất là mạnh mẽ. Cái video này như Mã nói là Mã làm cho Emily. Emily với Mã là nói chuyện với nhau qua chị em chia sẻ với nhau. Không có Emily không có trả cho Mã một đồng nào. Emily cũng không có biết Mã làm cái video này để mà nói về Emily hết trơn á. Ok, các anh chị em nên nhớ là Mã không nói về Quỳnh Quốc Huy. Cái chuyện đó là bỏ sọt rác. Mã không nói về cái nhân phẩm, về tư cách đàn ông con trai mà lợi dụng tình cảm của phụ nữ để mà chà đạp nhân phẩm của phụ nữ như vậy. Mã không bao giờ dung túng những cái con người đó. Cho nên Mã nói để cho các anh chị em hiểu. Sau khi nói ra rồi mà mọi người vẫn yêu thương, vẫn quý Quỳnh Quốc Huy, đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Mọi người muốn làm gì làm, muốn tôn thờ, muốn làm tượng của Quỳnh Quốc Huy để bỏ lên trên bàn thờ mà thờ cũng không sao. Mã không bao giờ mã trách hay là giễu cợt hay là cười bất cứ một cái vấn đề nào hết. Mã nhắc tới nhắc lui, cái video này Mã làm là cho Emily, để ủng hộ Emily, để khuyến khích Emily, để mà khuyên Emily đừng có buồn bởi những cái lời gièm pha, đừng có buồn bởi những cái lời nói thiếu trách nhiệm, thiếu sự yêu thương, thiếu sự quan tâm, thiếu sự chia sẻ của những người Việt, của những người con gái, đối với những người con gái. Những người con gái nào mà ngon lành quá mà đứng ra nói rằng trời ơi, nhỏ này mê trai, là những đứa con gái đó tào lao với đao. Ok, Mã nói rất là tào lao với đao. Bản thân của mình cũng mê trai, thật ra đi ra đường, đi vô cái phòng gym đi mà gặp cái thằng nào mà vạm vỡ đẹp trai mà six pack có đứng mà liếc liếc mà đứng nhìn không, nhìn sau lưng nhìn cái đít nó cũng nhìn nữa, đừng có ngồi đó mà nói là Emily mê trai nha. Trời ơi là trời, đi tới cái chỗ vào phòng gym mà thấy cái thằng mập với cái thằng mà cái body nó build, nó có BD đi nữa cũng đứng nhìn nó, nhìn cái body của nó cũng khen đúng không? Cho nên là cái chuyện đó rất là bình thường. Con người mình sinh ra, tạo hóa sinh ra con người mình là thấy đẹp, là nhìn thấy đẹp, là cái cảm mến, cái đó là cái kêu là first impression, đầu tiên là mình thấy là mình thích là như vậy, rất là bình thường. Rồi sau đó quan hệ với nhau, quen với nhau, tìm hiểu nhau mà phát hiện ra ô cái thằng này nó đẹp trai, nó chỉ có cái mã ngoài thôi nhưng mà ở trong lòng nó không có đẹp trai. Nhân Trinh Nhân Nguyễn hả? Đúng rồi, cái thằng này nó đẹp trai nhưng mà nó bà xạo quá, mà nó điệu quá, thì cho nên thì mình gian ra. Mình nhìn được bao nhiêu người nha, rất là nhiều người phụ nữ trên Facebook biết là mình đang bị gạt, biết là thằng đó đẹp trai, biết là thằng đó là đang là gạt tình gạt tiền, nhưng mà giỡn đẹp trai quá thôi kể luôn, làm thinh luôn đi, chịu đừng chấp nhận luôn, không có dám nói. Biết bao nhiêu người phụ nữ đang bị gạt mà không có dám nói. Còn Emily nó dám nói là đang cứu những người phụ nữ khác mà chưa bị gạt, hay là đang trên đường sắp bị gạt, hiểu chưa? Cho nên đó, những người phụ nữ là phải cảm ơn Emily không hết, phải hoan nghênh Emily đặng chi để cho những người sau, những người con gái sau lỡ có bị, mà không nói là Huy đẹp trai, tùy theo cách nhìn của mỗi người, ok? Nhưng mà phải nói là Huy không có xấu trai, Huy không đẹp mà Huy không xấu, cái đó là cái chuyện của mỗi người con gái nhìn vào cái cách nhìn của mỗi người khác nhau, mình không có nói. Nhưng nhiều khi dưới mắt của Emily Huy đẹp trai, đó là chuyện của Emily. Và cái vấn đề ở đây mà muốn nói là khi mà mình nhìn ra được cái vấn đề chính, mình dám đứng ra, mình dám nói, dám sửa sai, đó là cái mà mình cần phải ủng hộ hết mình, đặng những người con gái sau đó, những người con gái đi sau đó nhìn thấy Emily làm như vậy, họ có cái
cái tự tin hơn là chúng ta cần phải nói, cần phải nói ra. Ngày hôm nay không phải không có chỉ hai Bạch Đồng Quyền, lâu ngày không có gặp em khỏe không? Cho nên ngày hôm nay không phải chỉ riêng Quỳnh Quốc Huy mà sẽ còn rất là nhiều người khác nữa. Ok, Quỳnh Quốc Huy chỉ là một cái con cờ nhỏ trong cái bàn cờ mà thôi, là một con chốt, là một con thí, không sao hết. Một Quỳnh Quốc Huy này đi, chúng ta phải làm sao trong đất nước Việt Nam của mình còn nhiều Quỳnh Quốc Huy nữa. Ngay cái thời điểm này Quỳnh Quốc Huy đã khai dân trí như thế nào, đã làm bao nhiêu view, đã xạo được bao nhiêu người, ít ra đã xây dựng được một cái nhóm tin tưởng và nghe Quỳnh Quốc Huy. Thì bây giờ nha, bây giờ là chúng ta phải có những cái người khác để thay thế vào, chứ không phải lui tới chỉ những gương mặt quen thuộc đó nha. Quỳnh Quốc Huy có vợ, đúng rồi, có vợ mà nó gạt luôn vợ, nó gạt vợ, nó gạt bạn người yêu, nó gạt luôn cả Emily. Cho nên cái chuyện đó là đỉ miệng, cái chuyện mà tình cảm lăng nhăng liên nhiên. Việt Nam mình bị cái bệnh là siêu sao. Nếu như người nào mà cũng biết thân, biết phận, biết mình nằm ở vị trí nào, giống như Mã đây thì nó yên chuyện rồi, ok. Mã biết là tôi không là cái gì hết, I am nobody to no one, ok. Mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái thế giới này thôi. Hiểu được cái điều đó, biết cái vị trí của mình, đừng có mắc cái bệnh siêu sao, thì không sao hết trơn á, thì sẽ là yên chuyện hết trơn. Tự nhiên có một người lên đấu tranh nói, bây giờ cái đấu tranh dân chủ làm sao, các anh chị em ở trong nước làm sao mà để cho người ở bên hải ngoại bây giờ mất hết lòng tin, không còn một chút xíu nào tin tưởng được cái đấu tranh cho dân chủ. Mà đấu tranh dân chủ ở đây cho ai? Cho Việt Nam, cho những người đang ở bên Việt Nam, chứ không phải cho những người ở bên Mỹ. Nhưng mà các anh chị em đấu tranh dân chủ bên Việt Nam bây giờ nó tài le tự lưa, nó không còn một cái gì để nói. Cứ thằng này đấu với thằng kia, toàn là kêu là cái gì kinh tế, đấu tranh chính trị là vì tiền không à, lợi tức cho bản thân của mình. Thì làm sao cái đất nước này nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về đâu? Cho nên làm ơn, Mã nói, thấy những người phụ nữ chúng ta, thấy những người phụ nữ chúng ta đang bị thiệt thòi bởi những cái tình cảm chân tình, chân thật của những người phụ nữ đã bỏ hết tấm lòng nhiệt huyết ra mà cuối cùng lại bị lừa gạt như vậy, một cái vốn rất là đau. Ở đây đừng có nghĩ rằng Emily đang kêu là dùng cái chữ gì ta, đang trả thù Quỳnh Quốc Huy. Đâu có cần gì mà phải trả thù, không có cái gì mà phải trả thù hết trơn á. Tại vì tụi này sống ở bên Mỹ, chuyện rõ ràng lắm, tình cảm quen nhau được, không quen được, anh ơi em hết thương anh rồi, hay là em hồi nãy thì mà để như là trái tim ngục tù, nhưng mà cuối cùng cho các anh chị em nghe trái tim lầm lỡ. Hi Tiffany, là tại vì hôm nay mà muốn làm, đặc biệt làm cái livestream này là muốn nói về, không nói về Quỳnh Quốc Huy, ok, nhưng mà sẽ nói về Emily Page Lee. Tại vì á, mà thấy rằng là đúng ra là cái chuyện nó bên lề, cái chuyện là nó bên lề, nhưng mà Mã muốn chia sẻ là tại vì trong cái thời gian qua ở trên Facebook của mình cá nhân, ở trên Facebook của mình thấy là trên cộng đồng mạng nó cứ đấu đá nhau hết, người này nói người này, người kia nói chuyện kia rất là nhiều. Nhưng mà Mã không có bây giờ mà muốn xía vô mấy cái chuyện mà cá nhân đấu đá này nọ. Nhưng mà gần đây á, các anh chị em rất là nhiều mà thấy là nhắn tin về cái chuyện của Emily với là Quỳnh Quốc Huy. Ngày mai xong cam. Thì cái chuyện mà Quỳnh Quốc Huy là cái chuyện xưa cũ rồi, mình không có nói tới nha. Nhưng mà mình nói về Emily Page. Có nhiều phụ nữ nhắn tin cho Mã, hoặc là Mã thấy mà đọc ở trên bài của Emily chia sẻ cái vấn đề mà Emily bị gạt tình gạt tiền đó. Rồi nhiều người nói rằng ô tại vì nhỏ đó mê trai, tại nhỏ đó ham thấy Quỳnh Quốc Huy đẹp trai quá cho nên là yêu đương không được, rồi bây giờ đem ra đánh phá. Nói chung là negative, nói chung là nói Emily không còn một mảnh giấy nào hết á. Thì Mã cảm thấy rằng là phụ nữ Mã cần phải lên tiếng. Lên tiếng ở đây không phải là bảo vệ Emily, mà lên tiếng ở đây là bảo vệ cái chính nghĩa, bảo vệ cái sự đúng và sự sai. Hỏi mà quên chào cô Mã. Không có chuyện gì hết.
đúng là cái chuyện tình cảm nó không có liên quan tới đấu tranh cho dân chủ. Nếu như một người yêu một người, yêu không được chia tay đi yêu một người khác, là cái chuyện đó là chuyện bên lề, không ai xí vô hết. Nhưng mà một người đứng ra đại diện nói là bảo vệ đấu tranh cho dân chủ, rồi cùng một lúc mà lường gạt hai ba người có bằng chứng rõ ràng, thì chúng ta là những người phụ nữ với nhau, chúng ta phải có trách nhiệm là lên tiếng. Tại sao những người khác, những cái Facebook, những account mà Mã làm liên tục luôn mà nói có chừng bị gạt tình, có chừng bị gạt tiền, là mình nói lên những cái người đó, mặc dù đó là những cái tài khoản giả mà mình vẫn nói. Thì tại sao hôm nay những cái tài khoản thiệt, có người thiệt, lường gạt thiệt mà mình lại không nói? Các anh chị em đừng có tự cho rằng là tại diễn nhỏ đó nó mê trai, xin lỗi á, có con nào dám đứng ra nói là tôi không mê trai không? Thử mà đưa ra hai thằng mà tới tuổi mà mấy người mà yêu đương đi, mà tới tuổi mà lấy vợ lấy chồng, đưa ra hai thằng, một thằng á thì vừa hô vừa lé vừa lùng vừa đen, một thằng thì cao to vạm vỡ, có con nào dám đứng ra chọn cái thằng xấu không? Dám nói không? Dám nói chọn cái thằng xấu làm chồng hay là yêu đương hay không? Mê trai. Ok, Mã tự hào Mã là mê trai, đàn bà con gái không mê trai, không đã đi mê gái, trời nói chuyện gì đâu không à. Đừng có ngồi đó mà nói rằng đứa nhỏ đó mê trai, bây giờ con thằng nào dám nói thằng kia mê gái hay không? Mà không mê gái thì không lẽ đi mê cái thằng giống phái của mình hay sao? Cái chuyện mà mê trai mê gái bỏ đi, đừng có bao giờ mà trách cái cô này, ồ tại sao cái cô này mê trai, tại sao cái thằng kia nó mê gái? Tại vì nó phải mê, tại vì trời sinh nó ra, bản thân nó vậy nó phải mê, chứ nó không mê sao nó yêu đương được, đúng không? Anh Tâm Quỳnh cười kìa. Đẹp trai như anh Tâm Quỳnh mà mới mê. Chứ còn xấu hả? Xấu xấu xấu, tôi nói trước, ngàn người nào xấu được tới cua tôi không thích trai xấu, tôi nói trước rồi đó. Cho nên á, đừng có đưa những cái chuyện đó ra mà trách Emily, nói gì là không có đúng. Đúng rồi đó, đưa Minh Béo ra coi thử đi cua mình thử có được hay không. Giờ đưa nào cao to và vỡ. Đối riêng với Emily, thí dụ ngay cái thời điểm đầu Emily cảm thấy rằng là Quỳnh Quốc Huy là cao to, ok, không phải đẹp trai lắm, nhưng mà có thể là nhìn được, vừa có mắt, lại có cùng ý chí, có cùng lý tưởng, có cùng những cái mà mình có thể là hòa đồng được, đấu tranh được, đúng không? Tại sao vậy? Nghĩ sao vậy? Emily mắc cái mới gì? Nó lớn lên ở bên Mỹ này, bạn của nó một bầy luôn, thiếu gì con trai đi theo mà cua thích Emily, đúng không? Mắc cái mới gì Emily phải chạy về tới Việt Nam để mà thương Quỳnh Quốc Huy làm gì? Tại vì Emily tìm được sự đồng cảm giữa Quỳnh Quốc Huy là đồng cảm được, là cái tinh thần đấu tranh cho dân chủ. Cho nên là Emily nó cảm thấy, thử hỏi đi, trên này trên Facebook nói bao nhiêu con mê Quỳnh Quốc Huy chứ đâu phải một mình Emily đâu, đúng không? Nhưng mà cái đây là cái gì? Mấy người mê, mấy người bị gạt, mà mấy người có dám đứng ra nói giống như là Emily hay không? Vấn đề ở đây là nhiều con bị gạt lắm, chứ không phải là một con, ba con bị gạt đâu. Nhưng mà vấn đề là có dám nói hay không? Không ai rảnh để mà đi soi Quỳnh Quốc Huy làm gì hết. Mã đã nói cái video này là mà nói về Emily. Cho nên là Mã nói rằng Emily đâu có xấu gái, Emily đẹp gái, Emily có khả năng để yêu tất cả những người con trai nào mà tới gần với Emily. Nhưng mà Emily đã dám nói lên cái sự thật, tại vì không có một người gái. Cái chuyện này, cái chuyện xấu hổ, cái chuyện mà bị lường gạt tiền và tình đó là cái chuyện rất là xấu hổ. Tại sao Emily nó can đảm nó đứng ra nó nói? Còn tụi mình những đứa khác bị gạt im hết trơn, không thằng nào dám nói hết trơn á, mà còn vô đây nói. Là phụ nữ chúng ta cần phải bảo vệ Emily, nói lên cái chính nghĩa. Thằng nào mắc vậy trên, mình đã nói là mình không có quyền cấm bất cứ ai yêu đương, đúng không? Nhưng mà yêu một lúc một người thôi, cái người này không được thì chia tay với người này rồi hãy mới đi yêu một người khác. Chứ còn không thể nào mà một lúc nói trời ơi em ơi anh muốn cầm tay của em để cùng nhau dẫn em ra trước Chúa để mà cùng cưới nhau ở ngoài nhà thờ. Trong khi một tuần trước khi Emily về ăn ở với con khác, Emily về ở với đó. Rồi bây giờ Emily vừa đi thì là...